Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm tủ lạnh của thương hiệu Hitachi với mã sản phẩm là RB330BGV8. Tủ lạnh Hitachi có hai mã màu, đó là đen và xám, để chúng ta dễ dàng lựa chọn phù hợp với nội thất của căn nhà. Kích thước của tủ lạnh có chiều cao là 159,3 cm, chiều rộng là 56 cm và chiều sâu là 65,5 cm. Cân nặng của sản phẩm là 53 kg. Tủ lạnh có ngăn đá nằm dưới. Thiết kế này sẽ giúp hạn chế mỏi lưng do thói quen sử dụng ngăn đá của nhiều đại đa số gia đình người dùng. Phần mặt tủ được làm bằng kim loại phủ sơn tĩnh điện với sắc bạc tinh tế, dễ dàng kết hợp với các không gian nội thất như phòng ăn, nhà bếp, phòng khách và văn phòng. Núm vặn điều khiển nhiệt độ nằm bên trong tủ, cho phép tùy chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhu cầu bảo quản và lưu trữ thực phẩm. Dung tích sử dụng là 275 lít. Cụ thể, ngăn lạnh có dung tích là 183 lít. Ngăn đá có dung tích là 92 lít. Các ngăn cửa có thể lưu trữ nhiều chai lọ đa dạng kích cỡ như bình nước, hộp sữa, các loại gia vị. Ngăn trữ chuyển đổi cho phép dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ bên trong bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ. Chế độ trữ rau củ quả khoảng 5 độ C, chế độ trữ sữa thịt khoảng 1 độ C. Hộp trữ đông được thiết kế sâu và rộng, thuận tiện lưu trữ các loại thực phẩm đông lạnh có kích cỡ lớn như hộp thức ăn đông lạnh, thịt, cá. Phần giữa của các ngăn đá được thiết kế mở, cho phép bạn dễ dàng lấy thực phẩm. Tủ lạnh phù hợp cho nhu cầu bảo quản thực phẩm của các gia đình có từ 2 đến 3 thành viên hoặc có ít thành viên hơn những nhu cầu lưu trữ thực phẩm cao. Tủ lạnh có thiết kế một khu vực làm lạnh nhanh, spot cooling ở kệ giữa tủ. Với những thực phẩm cần làm lạnh thật nhanh, bạn có thể đặt vào khu vực spot cooling này. Tại khu vực này, luồng khí lạnh sẽ thổi trực tiếp vào thực phẩm, giúp nhanh chóng làm lạnh thực phẩm và đồ uống, nhanh hơn khoảng 20% so với tủ lạnh thông thường. Công nghệ nano titanium đột phá, sử dụng chất xúc tác TiO2 khử mùi, kháng khuẩn giúp trả lại bầu không khí bảo quản thực phẩm mát lành, hạn chế mùi hôi của thực phẩm. Có khay kính thủy tinh chịu lực, bề mặt chống trầy xước, chịu nhiệt và dễ dàng lau chùi, có thể chịu được sức nặng lên đến 100 kg. Đồng thời, đệm cửa chống mốc hạn chế vi khuẩn sinh sôi và đèn led chiếu sáng giúp dễ dàng quan sát các thực phẩm được bảo quản bên trong tủ. Sử dụng máy nén inverter cho khả năng làm lạnh nhanh, hiệu suất làm lạnh cao nhờ tạo ra lượng lớn không khí lạnh, đồng thời hoạt động hiệu quả khi làm lạnh ở chế độ năng lượng thấp nhờ điều khiển điện tử kiểm soát khí lạnh đến từng ngăn, tránh lãng phí. Tủ lạnh Hitachi có cảm biến kép thông minh, một cho ngăn đá và một cho ngăn lạnh. Bộ đôi cảm biến này nhận biết sự thay đổi nhiệt độ ở từng ngăn, cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng tại mọi thời điểm. Sản phẩm hiện đang được bảo hành chính hãng 24 tháng và 1 đổi 1 nếu phát sinh lỗi kỹ thuật trong vòng 30 ngày. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.